Tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Trung Nguyên, Giám đốc Trung tâm Chống độc Bệnh viện Bạch Mai cho biết, ngày 2 tháng 8 vừa qua, trung tâm tiếp nhận bệnh nhân ca chuyển đến từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình trong tình trạng sức khỏe hôn mê, kích thích toan chuyển hóa với chẩn đoán suy đa tạng do ngộ độc axit. Theo xét nghiệm máu cho thấy, trong máu bị nhiễm axit nặng, tổn thương cơ, liệt cơ và suy đa tạng. Theo lời kể của người nhà thì khoảng 11 giờ ngày 1 tháng 8, anh ca có ăn bọ xích bắt ở ruộng lúa cùng 6 người trong gia đình, số lượng khoảng nửa kg. Anh ca ăn khoảng 2 bát con cùng thịt lợn, măng xào, rau muống, uống cùng rượu hột và bia. Sau ăn thì gia đình xuất hiện đau bụng, buồn nôn và đau mỏi khắp người. Đến khoảng 22 giờ, anh ca xuất hiện chuột rút và co cứng các cơ và đau cơ toàn thân nên được đưa tới Trung tâm Y tế huyện Yên Thủy. Cũng theo lời kể của người nhà anh ca, hàng ngày mọi người vẫn bắt bọ xích nhãn, bọ xích lúa để ăn và không có vấn đề gì. Bọ xích anh ca ăn ngày hôm đó là bọ xích bắt tại ruộng lúa, nhưng không phải loại bọ xích có màu xanh như mọi lần thường ăn, mà là loại bọ xích có màu vàng. Có thể đó là một loại bọ xích màu khác mà anh không hề hay biết. Nếu các bạn ăn các loại sâu, bọ xích và bị ngộ độc, thì các bác sĩ gặp khó khăn trong rất nhiều chẩn đoán cũng như cứu chữa. Đồng thời với số mệnh của các bạn cũng sẽ gặp rất nhiều rủi ro. Để phòng tránh ngộ độc và mắc bệnh, bên cạnh một vài côn trùng đa dạng được biết rõ ràng có thể dùng làm thực phẩm, người dân không nên ăn các sinh vật lạ hoặc không chắc chắn làm thực phẩm dù chế biến bằng bất kỳ cách nào.